Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Căng rồi cô chú anh chị ơi. Thì cô Sáu mới vừa lên một cái bài viết nha cô chú anh chị. Cô Sáu viết như thế này nè. Mấy ngày gần đây, trên cộng đồng mạng lan truyền thông tin tôi và gia đình có ý định hòa giải. Xin khẳng định gia đình chúng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hòa giải và cũng không bao giờ hòa giải. Tôi và gia đình không ủy quyền cho ai phát ngôn thay, nên tất cả những gì mọi người nói đồn thổi là suy đoán và cố tình nói sai sự thật. Xin đính chính thông tin, trân trọng cảm ơn. Thì cái bài viết của cô Sáu thì lập tức được cô cháu gái là con của cô Sáu là chia sẻ lên cái bài của mình. Đầu tiên thì chúng ta phải nói là xin chúc mừng. Chúc mừng cô Sáu có một người con rất là tuyệt vời ha. Đáng lẽ là những cái thông tin này thì ve phải là người mà đứng lên để đính chính thông tin thôi cô chú anh chị ha. Ít ra con thì cũng phải đứng ra chịu đầu sóng ngọn gió cho mẹ của mình. Còn một lần nữa thì ve lại tiếp tục đẩy mẹ mình lên đầu sóng ngọn gió cho cộng đồng chỉ trích nữa. Đúng là một cái đứa con rất là có hiếu ha. Công nhận là có hiếu thật sự. Kiện tùng á thì là do mẹ mình kiện hết á. Em không biết gì trơn á. Em còn khuyên mẹ là không thắng đâu. Đó. Mà xách cây lá đơn đi lập vi bằng, đi làm di chúc miệng. Cô chú anh chị ha. Rồi á, Facebook mình không tự đăng lên đâu, mà suối mẹ mình đăng lên, rồi mình chia sẻ, rồi mốt là đổi thừa, mới mốt là đổi thừa nói rằng là mẹ tôi làm chứ tôi đâu có làm đâu, tôi đâu biết gì đâu, tôi đã nói từ lúc đầu rồi mà tôi không biết gì trơn á. Quý vị thấy ghê không? Đúng là âm hiểm thiệt. Nói chung là có tinh thần thương thương mẹ ghê gớm thôi cô chú anh chị ha. Rồi chúng ta xét tới cái bài đăng của cô Sáu nè. Cô Sáu nói rằng là không có ý định hòa giải. Thì cái chuyện mà hòa giải ở đây á là phía bên cô Sáu tự tung ra chứ ai tung ra, mà có hay không, mà tại sao bên đó họ đang tự nhiên đang công kích, đang chửi bới, đang xúc phạm, đang tấn công Hồng Loan mà tự nhiên lại có cái thông tin hòa giải, vậy ai tung ra? Tất nhiên là không phải những cái người fan tung ra rồi, fan họ còn mong muốn là mẹ con cô Sáu làm tới nữa, dễ gì chịu hòa giải đúng không? Đó. Là xác định không phải là hòa giải, vậy thông tin hòa giải từ đâu? Mà chúng ta có thể biết cái một cái người mà cũng là đưa cái thông tin hòa giải, đó chính là ai? Đó chính là Thái Công Công nha cô chú anh chị ha. Thái Công Công lên là nói rằng á, nếu mà Hồng Loan chịu hòa giải á nha, thì Thái Công Công sẽ bỏ ra 50 triệu, 50 triệu để mà mua đồ của Hồng Loan để về mà làm từ thiện. Thì quý vị nghĩ đến một cái người mà tự nhiên, tại sao mà không liên quan tới mình mà tự nhiên bỏ cái tiền cá nhân mình ra để mà nói cái việc này, đúng không? Thực sự ra có phải là được ai đó nhờ hoặc là có ai đó kêu là hãy tung tin lên hòa giải này kia, giả sử như bên kia đồng ý thì là ok, còn không đồng ý thì coi như là không phải là mình nên không có bị mất mặt, đúng không cô chú anh chị? Chứ không có lý do gì mà Thái Công Công tự nhiên đang công kích Hồng Loan mà tự nhiên cái hòa giải này chân chứ, mà tự nhiên cái mất số tiền 50 triệu đó hết, đúng không? Tất nhiên là sẽ không có rồi, chỉ có cái người mà xui khiến thôi. Quý vị thấy không? Họ là cái người tung tin ra hòa giải, họ cũng chính là cái người mà phản bác cái thông tin hòa giải, bởi vì cái gì giấu mặt cũng là họ, mà ẩn mặt ở bên là lộ mặt cũng là họ, chơi đủ đường hết trơn cô chú anh chị ha. Và cái bài viết này thì lại có một cái người bị tán thẳng mặt nữa rồi cô chú anh chị ơi, không biết là cô Mì Xào khi đọc cái thông tin này thì nghĩ như thế nào, khi mà cô Sáu nói rằng là gia đình chúng tôi không ủy quyền cho ai phát ngôn thay. Vậy là cô Mì Xào tuyên bố của mình sẽ là đại diện phát ngôn của mẹ con cô Sáu. Thì không biết là có xin phép hay chưa, nhưng mà giờ bị người ta giả mặt nữa rồi. Trời ơi, quay xe lại, quay lại đu bám đu kèn, vu khống nhục mạ Hồng Loan để mong cô Sáu với ve gỡ đơn cho nó. Mà bữa giờ họ không thèm ngó ngàng, không hề ném xỉa gì tới hết. Tưởng đâu là hôm qua em tưởng đâu là có được thỏa thuận rồi, nên là được quay xe rồi, là được rút đơn rồi nên mới làm đại diện phát ngôn. Hôm nay cô Sáu đăng như vậy là cũng tát thẳng mặt nữa rồi. Không, quay xe theo, chạy theo người ta, binh người ta, bảo vệ người ta, nhưng mà giờ tôi không có ủy quyền cho ai bất kỳ phát ngôn nào hết trơn á. Thì là tự vả mặt rồi, chết rồi cô Mì Xào ơi, làm vậy là thua luôn rồi, đúng không cô chú anh chị? Đó, bởi vì ăn ở sao mà quay xe lại người ta mà làm đòi làm đại diện phát ngôn cho người ta còn không đồng ý nữa, là hiểu ha, sức ảnh hưởng mạnh dữ ha, fan dữ ha, rồi giành lại khán giả dữ chưa, khán giả uy tín dữ chưa. Nhiều đó thôi là chúng ta đủ hiểu là giữa mẹ con cô Sáu cũng thích gì cái cô mì xào này. Mà nói thật, nếu là em cũng không thích nữa cô chú chị. Một cái người đã từng phản chủ rồi, đã từng quay xe rồi, mà bây giờ họ lên bảo vệ binh vực mình,
Là do là mình kiện họ nên họ sợ, nên bây giờ họ muốn yêu cầu mình rút đơn họ bảo vệ thôi. Mình vừa rút cái dùng khi họ quay xe ngược lại nữa à đó. Nhưng mà một cái người mà quý vị thấy không, có thể mà lôi chuyện gia đình con cái của người khác vào để mà nói, thậm chí là cái việc mà đứa con nhớ ba của mình mà cũng là 30 40 tuổi rồi mà con nhớ ba là sai nữa, thì con người đó là cái người như thế nào, sao đáng tin tưởng được, đúng không? Biết đâu vừa rút đơn cái là quay lại, nó lại quay xe lại rồi nó tấn công nữa. Nên quý vị thấy không, tự giả mặt mình nữa rồi. Cô mì xào ơi, thấy thương thấy tội nghiệp quá mà thôi cũng kệ, gieo nhân nào gặp quả đó cô chú anh chị. Thì chị Ni cũng vừa lên một cái bài đáp trả lại cái bài viết của cô Sáu như thế này nè cô chú anh chị. Đính chính dữ chưa, là xưa giờ mẹ con Cám không muốn hòa giải, lúc đầu chỉ có thương lượng kêu Hồng Loan đưa 1,5 tỷ thôi à, kha kha kha, thấy không về thấy không khả quan, cái kiện tiếp quậy đục nước cũng không xong, quay qua tìm cách khóc than kêu oan. Thì cô Sáu nói cái này giống như là cô Sáu tự vả mặt mình rồi, tại cô Sáu là trước giờ nói là không có hòa giải, mà bữa hôm là kêu ngồi xuống thương lượng để mà đưa 1,5 triệu. Thì đã có những nhiều báo chí đã đăng về cái bài viết đó ha cô chú anh chị ha, và ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng rõ ràng, thấy không? Dạ oan lắm, lừa bán nhà từ đường ở Gò Vấp, chú Năm ổng uất nghẹn và hận tận xương tủy, thời khắc chỉ biết kêu than trời, ở đó mà di chúc cho giữ căn nhà số 5 thờ cúng, chắc là cúng vô số đề quá. Con cháu thì xưa giờ nghe nói có nắm tới tiền tỷ đâu, nên nghe hơi bị ham, bày mưu tính kế đủ thứ để hạ triệt con mớm, thâu tóm hết mọi thứ, kể cả con trợ lý làm tự nguyện không lương xoáy trong đầu nó, mà ngày ra đi nó dọn sạch sẽ để trong nhà trống không. Thì cái vụ việc mà cái cô mà trợ lý á, mà dọn cái nhà trống không, thì quý vị có thể coi lại những cái video cũ ha cô chú anh chị ha. Quý vị cứ nghĩ đi, cái nhà của cố nghệ sĩ vừa mất mà lấy tư cách gì và ai đứng đằng sau để thúc giục, cũng giống như là nếu mà Hồng Loan là một người cứng rắn, Hồng Loan mà có tiếng nói trong nhà lúc đó, thì quý vị nghĩ đi, thì có để cho cái cô trợ lý này cô dọn sạch sẽ trong cái nhà không? Quý vị nghĩ đi, trong nhà sử dọn à, giả sử như mua cái tivi, mua cái tủ lạnh dọn thì cái chuyện bình thường ha. Giả sử như đồ đạc của mình mua, mình ở trong cái phòng của mình thì mình dọn đi, thì mình dọn cái đồ trong phòng mình thì bình thường. Còn đằng này là dọn sạch sẽ luôn cô chú chị, nồi son chén chảo chai nước mắm chai dầu ăn, cái đũa cái chén cái chai, tới mà cái chai mà xà bông luôn á, rửa chén luôn á, cũng dọn đi hết cô chú anh chị. Có video quay lại hết đó, nó có bằng có chứng. Mà hỏi cô chú vậy nè, quyền lực nào mà khiến cho một cái người ô sin có thể dám làm như vậy cô chú anh chị? Phải có sự bảo kê của mẹ con cô Sáu không? Và cái đây là thấy cái sự mà thật sự là Hồng Loan quá hiền. Nếu mà nói theo họ Hồng Loan toan tính, Hồng Loan âm mưu, Hồng Loan biết diễn này kia, em nói thật sự cô chú anh chị có để cho người ta dọn đồ ra khỏi nhà không? Tất nhiên là không rồi. Mà thật sự nếu mà Hồng Loan mà nham hiểm này kia là có thể thưa cái cô trợ lý này là lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, lấy hết những đồ đạc trong gia đình tôi đi, trong khi không có sự đồng phép đồng thuận đồng ý của tôi. Bằng chứng chứng cứ nào là cô nói là đồ đó rồi của cô, giấy đâu, giấy tờ nào đâu, đúng không? Thậm chí Hồng Loan còn có thể nói rằng à tôi mắc tiền mắc bạc mắc đồ gì đó, cô dọn đi nè, thưa lại cái cô trợ lý này. Nhưng mà Hồng Loan không làm vậy. Chỗ Hồng Loan khác với những con người này là như thế nào cô chú gì? Có là có mà không là không, chứ không phải là để mà triệt hạ người khác mà bịa đặt lên câu chuyện, hoặc là đi vu khống bày mưu hãm hại để mà nhằm tống người ta vào ủ tờ nha cô chú anh chị nha. Khác ở chỗ đó đó, Hồng Loan là cam chịu, nhưng cam chịu ở đây không phải là mặc người ta muốn làm gì làm đó. Nhưng mà Hồng Loan đây thể hiện là con người rất là thẳng thắn, mình thắng mình sống dựa trên cái sức của mình sống dựa trên cái năng lực lao động của mình, chứ không phải dựa trên cái việc mà hãm hại người khác, đi tranh giành với người khác nha cô chú anh chị ha. Đó rồi tiếp tục nha cô chú anh chị. Trong đầu nó mà ngày ra đi nó dọn sạch sẽ trong nhà trống không, lại dàn cảnh để tống mớm vô tội hình sự vụ 8 triệu và 200 đô, giờ lôi cả gia đình cho người ta hoảng sợ, dính tới luật pháp mà tránh xa mớm chắc đi à. Anh em người ta đoàn kết sống chết có nhau nha, vì căn bản dòng máu họ võ mà, bao nhiêu chuyện làm chắc vậy không ác hả? Không những tham mà ác thâm độ gì thâm độ thâm độc cực độ. Chốt câu là có muốn hòa giải cũng có được đâu, mà đính chính với không đính chính,
gian tà thì phải chịu hình phạt, thế gì phải chịu hình phạt pháp luật, thì luật thì không chịu hình phạt của pháp luật thì cũng phải chịu luật đời. Sự thật rành rành dẫn dắt mãi cũng không làm gì được đâu nhé. Đó, thì đây là những cái lời mà cô chị Ni vừa nói. Quý vị thấy rõ ràng giống như Má Tư Quốc Thanh hồi chưa Tiến có bắt cho cô chú anh chị nghe đó. Nếu thật sự ra gia đình của bên nhà chồng của Hồng Loan không hiểu, đúng không cô chú anh chị? Chồng của Hồng Loan không chịu được áp lực rồi bỏ đi, rồi con cái không hiểu thì Hồng Loan như thế nào cô chú anh chị? Đúng không? Cha người ta đã không có mẹ rồi, người ta đã nhường cha cho những cái con người này suốt mấy chục năm trời lo mà cũng không toan tính, cũng không có đi giành giật cái gì hết. Người ta tự sống trên đôi chân của mình. Đó, vậy mà khi mà cha người ta mất á, người ta đau thương tới tột đỉnh. Quý vị thấy rồi, cái cảnh mà người thân mất là đau thương lắm cô chú, nhất là ba mẹ đúng không? Đau thương lắm. Đó, thật sự có tiền cũng không thể nào mà mua được cái so sánh với nỗi đau đó nữa. Thật sự dù cho giả sử như ba mất mà được cái tài sản gì cũng không có vui vẻ gì nữa cô chú anh chị. Đúng không? Đó, nhưng mà ba người ta mất đi. Chưa vậy trơn, trong này đám tang là chỉ vô mặt mày là con nuôi. Rồi xong á dèm pha đủ thứ, rồi xong người đâm đơn kiện, rồi xong á người ta xin về nhà để mà thờ. Nhiều người ta trách tại sao đưa cô Sáu, tại sao lại đuổi em người ta ra ngoài, đuổi em đuổi cháu ra ngoài. Em hỏi cô chú chị nè, đừng có tỏ vẻ ra thánh thiện, những cái người nói cái câu nói đó phải nghĩ như thế này nè. Trong cuộc họp 21 ngày khi cha người ta vừa mất xong thì đòi đồng sở hữu cái nhà, rồi á đất đai á thì đòi chia người này chia người kia, chia không được thì đi kiện. Rồi con người ta về nhà thì xin về nhà ở trong phòng ba người ta thì không cho, nói cái phòng đó để cho cô Usin. Ủa cô Usin là ai mà phải ở trong cái phòng đó? Rồi có thợ cúng gì thì chạy qua. Rồi đó, quý vị thấy chưa? Rồi ở trong nhà mà sống mặt lớn mặt nhỏ, la chửi mắng. Quý vị thấy cái video mà chửi mà lúc mà có anh công an ở đó luôn á, có người, ý là có người đó làm chứng, có camera quay lại luôn á, mà còn chửi còn xúc phạm, thậm chí trong cái lời nói đó còn nói là cố nghệ sĩ như thế này như thế kia nữa, thì quý vị nghĩ xem không có camera thì họ như thế nào cô chú anh chị, đúng không? Họ đối xử với con gái người ta như thế nào? Thậm chí quý vị có thấy cái camera quay lại lúc mà cô Oxin ngồi nói chuyện không, ngồi chảnh không, đưa cái chân lên rồi thậm chí đòi bàn thờ này kia nữa. Thì bây giờ giả sử như là mình đi theo chủ, về chủ mất rồi thôi mình về mình lo cho ba lo cho mẹ là cái chuyện rất bình thường, chứ không lẽ bây giờ ba mẹ mình không lo mà mình cứ tối ngày ở đây mình lo cho ông năm hoài đâu được. Người ta có con gái chứ phải không có con gái đâu, người ta có người lo chứ phải không có người lo đâu. Giả sử mình muốn lo thì thôi mình về nhà mình làm cái gì đó mình lo, tại sao phải muốn ở đây, đúng không? Quý vị thấy đó, nó từ cái cách họ đối xử, họ không cho Hồng Loan về, rồi họ lên họ nói Hồng Loan là con nuôi để ý định là sao, để tranh giành hết những cái tài sản đó. Rồi xong rồi họ gài cái câu chuyện 8 triệu với 200 đô. Quý vị thấy có người cô người gì nào chỉ vì 8 triệu 200 đô mà muốn đưa, dù cho Hồng Loan là con nuôi đi, dù cho Hồng Loan là con nuôi đi, đứa con bất hiếu đi, không thể nào mà vì có 8 triệu 200 đô mà muốn đưa ba đứa cháu mình nó vào ủ tờ hết, trong đó có một đứa cháu đang bụng mang dạ chữa nữa. Quý vị có không? Quý vị có nhẫn tâm làm vậy không? Có người cô người gì người chú người bác nào nở lòng nào làm gì không? Chỉ có cô Sáu thôi cô chú anh chị. Đó. Rồi nhiều người hỏi tại sao đuổi, làm gì không đuổi, dĩ nhiên sống chung nhà mà không xem người ta ra gì, rồi chửi rủa rồi tìm cách hãm hại rồi bùa ngải tùm lum dân à. Rồi hỏi cô chú anh chị có dám cho ở không, đúng không? Đó. Mà giờ đòi hòa giải không, tự họ tung tin hòa giải, em đã nói một clip rồi, tự họ tung tin hòa giải. Nếu mà bên Hồng Loan đồng ý ha nha thì họ sẽ tiếp tục, còn Hồng Loan không đồng ý á thì họ sẽ nói rằng họ không phải họ tung. Nhưng mà quý vị thấy rồi, đâu có người khán giả nào rảnh tới nỗi mà lại nhiên đang ủng hộ mẹ con cô Sáu mà lại tự nhiên cái đi hòa giải. Rồi đâu có ông thái giám công công nào rảnh tự nhiên cái lên hòa giải nếu mà không được ai đó kêu, đúng không cô chú anh chị? Đó. Tự họ lên nói mà quý vị thấy không? Cũng đem mẹ mình lên đầu sóng ngọn gió, đúng không? Giả sử như bây giờ người ta có chỉ trích, người ta có nói ta nói là cô Sáu, chứ ta nói cô Ve đâu, tại cô Ve đâu có đăng. Thì mốt của nó rằng tôi đâu có đăng đâu, tới mẹ tôi ép tôi đăng này kia, mẹ tôi kêu tôi đăng này kia, đúng không? Tỏ vẻ thánh thiện nữa rồi, nhưng một mặt thì lại khác của chú anh chị. Đó. Nhưng mà cái sự thật là quá rõ ràng rồi. Thời điểm này là mọi chứng cứ mọi thứ rồi. Quý vị thấy đó, họ đưa đơn, họ tung đơn này kia, cơ quan chức năng thì họ nhận thôi, nhưng mà có vụ nào đi tới đâu đâu của chú anh chị. Nhưng mà cái người phải chịu trách nhiệm là ai, là cái người tung tin giả nè,
Còn cái người mà nói rằng á là Hồng Loan xài giấy tờ giả nè, khi đó người ta sẽ xét tới cái phần đó. Quý vị nhớ nha, cái câu chuyện đồng sở hữu bây giờ chỉ là một trong những cái câu chuyện mà Hồng Loan phải đương đầu thôi nha cô chú anh chị ha. Xong cái câu chuyện này thì sẽ tới cái câu chuyện sao kê, và xong cái câu chuyện sao kê sẽ tới những cái câu chuyện giống như là lên mạng xúc phạm, vu khống, nhục mạ đó, thì sẽ tiếp tiếp nha cô chú anh chị ha. Chứ quý vị biết rồi, cái sự việc này nó rất là lớn nên không thể nào mà làm trong một sớm một chiều được, nên chúng ta phải chờ đợi thôi đó. Và quý vị thấy tới thời điểm này cơ quan chức năng cũng đâu có hủy cái giấy khai sinh của Hồng Loan đâu. Hồng Loan vẫn đứng tên chủ sở hữu ở ngôi nhà đó, đúng không cô chú anh chị? Tài sản vẫn là của Hồng Loan. Rồi cơ quan chức năng cũng đâu có yêu cầu là Hồng Loan phải bổ sung cái giấy tờ, giấy chứng nhận con nuôi giống họ nói đâu. Không, đúng không? Thậm chí mà bây giờ Hồng Loan còn thách thức họ là đi sao kê nè, quên, đi sao kê nè, rồi xong rồi đi xét nghiệm ADN nè, để chứng minh thân phận nè. Thậm chí bây giờ quý vị thấy không? Họ im, im lặng, không dám. Đó có chuyện gì thấy rõ ràng không? Đó mà trước đây Hồng Loan không nói, họ lại đòi lên nói là con nuôi, bây giờ nói là con hoang, rồi nói là chú, vì người ta ẩm về chứ phải chú ẩm về. Em nói thật sự bây giờ quý vị cứ nghĩ đi. Gặp quý vị nè, con người đang ngồi sờ sờ ở đó, đang tuổi hai mấy này, tự nhiên có người ẩm lại, anh nuôi giùm em cái con bé này nha. Trời, cảm giác quý vị nghĩ sao? Mày có bị gì không vậy? Đúng không? Mà họ làm giống như là chú là một cái người như thế nào của chú anh chị? Đúng không? Tự nhiên chú là một cái người là nghệ sĩ nè, người nổi tiếng nè, tiếp xúc với rất là nhiều những tầng lớp trong xã hội nè, có tài sản nè, là cũng có kinh doanh, cũng mua đất, mua đai này kia nè. Đó. Thì em hỏi cô chú anh chị rằng á, chú con người có thông minh không? Tất nhiên là thông minh, tài giỏi rồi. Mà bây giờ qua cái miệng của họ giống như là tại chú không để lại di chúc là muốn cho anh chị em, trời ơi. Rồi chú nhậu xỉn vô, chú hứa cho tài sản đó là di nguyện của chú. Rồi á, người ta ẩm Hồng Loan về là chú tự nguyện chú nuôi, rồi chú tự nguyện là chú đứng tên giấy khai sinh để chỉ vì cho Hồng Loan được học trên thành phố. Quý vị nghe, quý vị nghe buồn cười không? Đúng không? Em nghe em còn buồn cười nữa. Đó. Rồi cái giấy khai sinh mà cha con người ta sống mấy chục năm với nhau, chú đi làm cho Hồng Loan, mà bây giờ họ nói rằng giấy khai sinh giả không phải chữ ký. Trời ơi, em nói thật sự. Nó giả sử như muốn tranh giành tài sản, đúng không? Cái nào đúng thì mình nói đúng, cái nào nó sai nó sai. Còn này biết không? Dùng hết mọi thứ, dồn luôn cả chồng con người ta, muốn đưa ủ tờ hết cô chú anh chị. Có người cô người gì nào như vậy không? Em nói thật sự, trong câu chuyện này Hồng Loan nhiều khi còn hiền, nên Hồng Loan còn chưa giải quyết dứt điểm. Như gặp người khác ha, là họ sẽ làm một lần cho mẹ con cô Sáu này á, bỏ cái tật luôn. Lúc đó là hối hận cũng không kịp luôn. Nhưng mà quý vị yên tâm đi, không có chuyện hòa giải đâu. Họ tung tin lên là để hạ thấp uy tín của Hồng Loan, để những người yêu thương Hồng Loan, để Hồng Loan phải mất uy tín của một số những cô chú anh chị ủng hộ thôi, chứ làm gì có vụ hòa giải. Má Tư Thanh nói rồi đó, không có vụ hòa giải, muốn hại người ta muốn tan nhà nát cửa. Nếu mà không có chị Ni, không có Vũ Lâm, không có Bình Tinh, thì quý vị nghĩ Hồng Loan giờ được như vậy hay sao? Đúng không? Giờ giả sử như mà chồng con không ủng hộ đi, hoặc là chồng nghi ngờ, hoặc bên nhà chồng không đồng ý đi, thấy Hồng Loan như vậy này kia, người ta kêu chồng người ta bỏ, kêu con người ta bỏ Hồng Loan, rồi á tan nhà nát cửa hết cô chú anh chị, quá thâm hiểm luôn. Mà mẹ con của Sáu thì bây giờ có bị không? Dù bị xã hội lên án nhưng mà phân phè phè sống khỏe khỏe. Tại sao? Tại họ có tiền, quá tiền, tiền quá nhiều. Tới quý vị không? Đi mà lập vi bằng không cần nghĩ ngợi, đi lập vi bằng cũng không cần mà do dự, đi kiện người này cũng không còn do dự. Trong khi á, quý vị thấy từ xưa giờ người nào muốn kiện người này người kia, người ta phải do dự, người ta cũng phải nghĩ này nghĩ kia chút xíu, đúng không? Tại vì tiền bạc mình làm ra mà. Còn đây quý vị thấy không? Ăn chơi thoải mái, tiền bạc không, đi du lịch thoải mái, mà than lên mạng than á là không tiền, làm mỗi ngày có 200-300 ngàn. Mà quý vị thấy cuộc sống từ lúc mà sao cậu mất tới giờ, cái nhà thì than rằng cái nhà nhỏ quá không thờ được cậu, phải chạy qua cô Kim Hô, mà ăn uống đi chơi này kia là dạng sang chảnh, mua túi thì cả 100 triệu mà than vậy đó cô chú anh chị. Đó là thương không? Đó thì đó là một số những cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị ha. Thì cuối video em có xin giới thiệu cho cô chú anh chị, đây là bánh đậu phộng hình nón lá cô chú anh chị ha. Thì cô chú chị nào mua có thể liên hệ số điện thoại là 0879262482 để được gặp Tiến nha. Bánh này thì rất là ngon nha cô chú, giòn và nó mỏng, nó không có bị ăn, nó không bị dính đường, với thời gian bảo quản nó rất là lâu, nên cô chú anh chị để ăn tới Tết cũng rất là ngon ha cô chú anh chị. Một bịch như vậy chỉ có 120 ngàn thôi, chưa tính tiền ship nha cô chú anh chị. Cô chú gì nào mua thì hãy liên hệ số điện thoại là 0879262482 để được gặp Tiến nha. Thì xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.